你整夜没来，我没等待朝包飞能口负责发射诺负病把病有这般口来将中断不满 I am one 没帮张紧张座我没冲忙bàn tay mi bờ mơ khan khót cầu tạm trông khai lu bên lu bờ em coi hát coi búa ô lu em nó bên mi ai hâu coi hát coi bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liêng cần ai tình nóng pa nóng dệt xuân phác xuân bó khám hồi khám pu hát cần tao thâu đong đớ toàn ba mơ chóc lầu trong muôn tan trăng trong phùa mía mơ mi lu mi tàu to cạn toàn nà bóng mẹ mưa ni bên phùa bên mía bay âu nọng nớ hát âu cằn nớ bên phùa mía sốt chua
chào đón toàn thể quý vị quan viên quan khách hai nhà bốn họ trong buổi chiều ngày nay đã cùng nhau về đây tham dự buổi đại lễ hồn mừng 150 của chú rể Văn Cao Thánh Duyên cùng với cô dâu chị Yên trong buổi chiều ngày nay. Lời nói đầu tiên cho các MC Duy Duyên xin được thay mặt cho bên gia đình xin được gửi tặng tới toàn thể quý vị quan khách các quý lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, ai trong những cuộc đời của mỗi con người chúng ta đều trải qua rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. Và em suy nghĩ rằng một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đó chính là tìm được nửa yêu thương của tuổi đời mình để rồi cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Chú rể và cô dâu sau một khoảng thời gian quen biết và tìm hiểu từ nay trở đây tình cảm của họ đã chính thức bước sang một trang mới hạnh phúc hơn, yêu thương nhau nhiều hơn và chắc chắn sẽ gắn kết với nhau dưới một mái ấm gia đình. Và hôm nay ngày hôm nay chính là minh chứng rõ nét cho tình yêu của họ vừa quý vị. Cho nên quý vị phải chờ đợi lâu nữa. Chúc mừng toàn thể quý vị cùng nhau hướng ánh nhìn của mình về phía cồn hoa cuốn trường và dành những lời vỗ tay thật lớn thật nồng nhiệt để cùng nhau chào đón cặp tân lang tân hương đẹp nhất dạng người nhất trong buổi chiều ngày nay. Chú rể Văn Cao Sánh Duyên cùng với cô dâu Thiên sẽ được mời hai em sẽ cùng nhau tay trong tay để cùng nhau bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt diện kiến toàn thể quý vị. Xin mời quý vị mời một tràng vỗ tay thật lớn để cùng nhau chào đón cặp tân lang tân hương, cặp đôi trai tài gái sắc trong buổi chiều ngày nay đâu quý vị ơi. Đôi câu chúc cho dâu rể bên nhau trọn đời, chúc cho quý vị khách mời tương lai nó ấm đi lên, chúc cho đôi lứa vững bền tình duyên chắc chẽ sớm lên vợ chồng, chúc cho dâu rể ấm nồng sớm sinh quý tử con rồng cháu tiên. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, nước biển mênh mông không đong đầy được tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín con cha, chú rể và cô dâu có được ngày vui ngày phúc trọng đại ngày hôm nay không quên những lời dưỡng dục vô bờ bến của các đấng sinh thành. Và ngày vui hôm nay sẽ thật sự có ý nghĩa nữa khi có sự hiện diện của đại diện hai bên gia đình, họ là những chủ hồn đại diện cho bên gia đình. Bên phía phái đoàn họ nhà trai, cho phép MC xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu có sự hiện diện của bố Lường Văn Cây, mẹ Lường Thị Thiện là thân sinh phụ mẫu của chú rể Văn Cao. Xin được mời hai bác sẽ cùng nhau tay trong tay để lên sân khấu tình yêu diện kiến toàn thể quý vị. Xin mời hai bác ạ. Bên phía phái đoàn họ nhà gái có sự hiện diện của bố Cà Văn Nói, mẹ Cà Thị Sọi là thân sinh phụ mẫu của cô dâu Thị Yên. Xin mời hai bác cũng sẽ tay trong tay cùng nhau bước lên sân khấu tình yêu để đứng cạnh người con gái thân yêu của mình trong buổi chiều ngày hôm nay đi ạ. Xin mời hai đại gia đình của chúng ta. Đình của chúng ta nào quý vị ơi. Vâng, quý vị hô to lên chúc mừng các vị ạ. Vỗ thật mạnh và vỗ thật to cái này. Xin mời. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều ạ. Nhiều đợt đăng ký rồi nhỉ? Anh mới nó mà 600 mấy. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, trên sân khấu giờ đây là sự hiện diện đông đủ của chú rể và cô dâu cũng như là thân sinh phụ mẫu hai bên gia đình để lắp lại tình cảm yêu mến từ toàn thể quý vị. Nó không quản ngại đường xá xa xôi, thời tiết nắng gió, cùng nhau về đây chung vui chúc phúc cho đời trẻ. Bên phía đại diện hai bên gia đình cũng như cô dâu chú rể không quên những lời cảm ơn chân thành và nồng nhiệt nhất gửi tặng tới toàn thể quý vị quan khách. Và ngay giờ đây xin được mời đại gia đình của chúng ta cùng nhau quý chào một cái thật sâu để quý chào ra mắt diện kiến toàn thể quý vị. Xin được mời đại gia đình của chúng ta cùng quý chào toàn thể quý vị. Xin mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình, sự đồng tình của chính quyền địa phương, sự đồng ý của chú rể và cô dâu, hai bên gia đình long trọng tổ chức nhà mắt long trọng tổ chức buổi lại lễ thành hôn mừng cho năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ chú rể Văn Cao Sánh Duyên cùng với cô dâu Thị Yên trong buổi chiều ngày nay. Quý vị hãy cùng nhau đẩy một tràng vỗ tay thật lớn nào quý vị ơi. Và quý vị đẩy một tràng vỗ tay thật lớn nữa nào quý vị ơi. Tốt một cái tàu pháo ra nó bị nóng ơi. Cái cờ chiếc xe hít vào tay làm cái chiếc này xòa
tôi kỳ khó phật tây phò mày hâu ở cana gión sờ sáng hờ lua làn hờ lua tàu đến đâu pin ông đấy chết tức này phò mày pin ông hạt sương còn chưa chết to làn cây sò khát lung đội trưởng phủ chờ đi bí thư phủ chờ quang phủ tánh sàng lại bàn mức ứng mặt tòng sò chiếc mũ người chẳng dòng sớ nữa chờ cơ nát tiền chiếc mũ ai thành niên tuổi sòng sao sàm sao sắp phú già tà nay hôm qua cơ bạc bạch trời nặng po nặng mè chầu lung chầu tà chẳng mắc cột mắc cù mát xuống mắt thành tánh nhân là giàu ơn to bùn đúc nà bùn tà lướm lướm trẻ bạch cồn trắng sinh tiền hình nà lầy sắc sòng tu lù của mê đi cơ bà sòng lù các vị to lầy mè ải êm liền sùng trùng nhớ nhớ hồn bùn lân lan nhớ hồn bàn lân lửa nhưng trắng dệt tiền xào chay trắng dao tiền báo sao bàn tờ coi ế bàn sai trái đứa nửa coi lại bàn nằm các bà sòng nòng cười trắng bà nằm bấu sờ trừ bó mặt với chữ nằm khiếu tóc nòng khiếu tấu bùn hồng đèn nét bồng hồng cửa ó mắt đi sòng phái thương cửa trắng hà lầy mười lì bếp chân mười sần bếp chát mười lẹp chất đi thì chất mờ mà tổ chức thì thong cưới lòng hở bên lòng phù hồ me hở bên đồi sang đồi phế bắp bấy hở bên đồi sang đồi cấy bắp xìa bên đồi phù me én ường hằn thầu cơ bà cửa chất đi phú già hô trắng cáo mây hột bò hột mè ải em rú các bàn tử na nửa hô rú các cầm nằm mà tuổi lát nóng thành đèn hao cần mắt tùng mắt tôm bó lùn sòn làn trời sắc sòng phái thương của bà mờ làn cái đầy tàng nà hử sòng phái thương sòng chúc gặp bò mè pin ông hào khẩn mặn dương diệt hàng đi đầy cây hàng đi pin tành ngoa hào pin ngoa về bài hao tành quay hào pin quay tất lùng khò bầu diệt khẩu pin lầy cò cánh lầy huông chúc gặp bò mè pin ông hao bú má cà phê hận trên núi ô đuôi nhớ cơ tròn làn MC duy diêm đó pin ông ơi vâng xin cảm ơn toàn thể quý vị. Vâng, lễ liên tục chương trình trong buổi trưa ngày nay thì xin được mời những món quà vô cùng giá trị và ý nghĩa đến từ toàn thể gia đình quan viên hay họ trong buổi trưa ngày nay. Xin được trân trọng món quà đầu tiên đến từ gia đình anh Tưới ạ. Anh Tưới có món quà gửi tặng cho hai người em thân yêu của mình, món quà rất là giá trị và ý nghĩa, lấy cho em lấy công làm. Xin được mời món quà thứ hai đến từ gia đình chị Ính ạ. Gia đình chị Ính cũng có món quà gửi tặng cho hai người em thân yêu của mình trong buổi trưa ngày nay. Thì chúng ta cũng cùng nhau bước lên sân khấu để trao quà cho hai em đi ạ. Xin được mời anh chị ạ. Món quà thứ ba, xin được mời gia đình bác Phượng Hoàng cũng có món quà gửi tặng cho hai người con thân yêu của mình. Xin được mời đại gia đình bác Phượng Hoàng của chúng ta cũng lên trao quà cho hai người con đi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, để liên tục chương trình, xin được mời món quà thứ tư đến từ gia đình cậu Dịn Vui ạ. Cậu Dịn Vui cũng có món quà gửi tặng cho hai người cháu thân yêu của mình. Xin được mời gia đình cậu Dịn cho hai người cháu thân yêu của mình thì xin được mời cậu Lan Hoa sẽ lên trao quà cho hai cháu ạ. Vâng, quý vị của chúng ta hãy cùng nhau nổ một tràng vỗ tay thật lớn to. 5 món quà rất là giá trị và ý nghĩa đến từ tập thể gia đình cũng như quan viên hài hòa trong buổi chuyện ngày nay nào. Quý vị cùng nhau nổ một tràng vỗ tay thật lớn thế nào quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn những món quà rất là giá trị và ý nghĩa đến từ gia đình của chúng ta. Vâng, xin hỏi toàn thể quý vị ở đây còn ai có quà mà MC chưa giới thiệu lên tặng cho chú rể và cô dâu không ạ? Vâng, toàn thể quý vị của chúng ta ai cũng có quà ở đây, đó chính là món quà trị giá 5 tỷ đồng của quý vị trong buổi trưa ngày nay đúng không ạ? Quý vị hãy cùng nhau nổ một tràng vỗ tay thật lớn, món quà 5 tỷ đồng của chúng ta sẽ xuất hiện. Xin mời toàn thể quý vị đâu, xin mời. Vâng, to nữa lên quý vị ơi, cái này thì chưa được 5 tỷ, mới được có 2 tỷ rưỡi thôi. Còn 2 tỷ rưỡi của quý vị đâu ạ? Vỗ thật to vào thân mạnh cái nào quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Vâng,
Vâng, để tiếp tục chương trình trong buổi trưa ngày nay thì xin mời chú rể và cô dâu của chúng ta cùng nhau tiến về tháp rượu tình yêu để thực hiện nghi thức rót rượu champagne ạ. Xin mời chú rể và cô dâu ạ. Bùi pháo ạ. Xin mời đại gia đình của chúng ta lùi xuống một tí ạ. Pháo đổ ra đi. Xin mời bốn bác lùi xuống. Vâng, xin mời chú rể hãy khuy chai rượu đầu tiên đi ạ. Chai rượu chứng tinh cho màu hồng là màu của tình yêu, màu của hạnh phúc đúng không quý vị? Và chai rượu thì thành phố lên và chú rể là người bóc tem đầu tiên đấy ạ. Vâng, mời chú rể và cô dâu tay trong tay. Vâng, xin được mời chú rể và cô dâu hãy cùng nhau rót chai rượu đầu tiên lên tháp ly tình yêu ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, trên sân khấu giờ đây lắc cùng nhau tay trong tay, vai kề vai, đầu tựa vào nhau, rót đầy những ly rượu yêu thương, đong đầy cho hạnh phúc bền lâu. Đã rằng là kiếp vợ chồng, dù cao hơn núi cả sông chẳng rời, đá dù nát, vai dù vai, trăm năm duyên nợ chẳng phai. Dầu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Vâng, xin mời chú rể và cô dâu hãy tiếp tục khuy chai rượu thứ hai, rót vào những ly rượu mà ban tổ chức đã được thịnh soạn bày sẵn ở hàng bàn phía dưới, và một nửa chai còn lại chúng ta tiếp tục rót lên trên tháp rượu tình yêu. Nếu em là chén rượu đầy, lòng anh chưa uống mà đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin nguyện uống để say suốt đời. Chú rể của chúng ta rất là mạnh mẽ đúng không ạ quý vị ơi? Vâng, rót lên 6 cây ly mà ban tổ chức ở vở trình ở bàn ở phía dưới chắc đấy ạ. Một nửa chai còn lại thì chúng ta rót, tiếp tục rót lên trên tháp tình yêu ạ. Đấy ngồi đúng không? Chú rể và cô dâu tiếp tục rót một nửa chai còn lại trên tháp ly tình yêu đi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, để tiếp tục chương trình chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức dân rượu cho đấng sinh thành. Xin mời chú rể và cô dâu của chúng ta cùng đón lấy ly rượu mà ban tổ chức đã thực trình sẵn ở hàng bàn phía dưới. Xin mời chú rể của chúng ta sẽ dâng rượu lên cho bố mẹ vợ, và cô dâu của chúng ta sẽ cùng nhau dâng rượu lên cho bố mẹ chồng đi ạ. Vâng, xin được chúc mừng cho hai gia đình của chúng ta từ nay đã phải có thêm Giao Hiền và Dời Thảo. Chúc cho hai bên gia đình sẽ thêm phần gắn bó và thân thiết. Đặc biệt hơn nữa là chúc cho toàn thể gia đình của chúng ta một năm mới sắp đến cận kề rồi đúng không ạ? Sức khỏe, vạn sự như ý đúng không ạ? Vâng, xin được chú rể, cô dâu cũng đón lấy ly rượu của mình đi ạ. Vâng, xin được mời chú rể và cô dâu, chúng ta sẽ cùng về phía trung tâm của hôn trường để thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi. Vâng, trước khi uống rượu giao bôi thì toàn thể quý vị ở hàng bàn phía dưới chúng ta cũng rót đầy ly rượu của mình nào quý vị ơi. Rót đầy ly rượu của mình đây, Pin Hạnh ơi, hai tề mặt Kim Hạnh ơi, thả MC ơi, chẳng tức. Vâng, xin mời chú rể của chúng ta quay về hướng cô dâu một góc 30 năm đồng 7 đi ạ. Quay về hướng cô dâu đi ạ. Vâng, đồng thời cô dâu cũng quay về hướng một góc 37 độ 5 là trùng khớp rồi đúng không ạ? Xin mời nhau để thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi ạ. 1, 2, 3, xin mời. Vâng, xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều ạ. Vâng, và ngay giờ đây xin mời hai gia đình của chúng ta cũng tiến lên phía trước ạ, để cùng thực hiện một nghi thức gọi là hoành tráng và đẹp nhất trong buổi trưa ngày nay. Vâng, một lần nữa xin được mời toàn thể quý vị rót đầy ly rượu của mình, cùng nhau đứng lên cùng MC đúng không ạ? Các bạn trẻ nam thanh nữ tú ở hàng bàn phía dưới sẽ là cầu nối hô cùng với MC. 2-3 dâu, 2-3 uống, 2-3 cạn, 2-3 chúc hạnh phúc quý vị nhá. Âu cặp tướng khẩn đó vì nào đâu. Đứng đây nào quý vị ơi, tướng khẩn đó, tướng khẩn đó. Vâng, tướng khẩn đó. Hậu là khái hai sai màu sau hẳn học kỳ hành đó Pinang ơi, tính khẩn mến đó Pinang ơi, lên chăm ơi.
Xin mời hai anh cameraman của mình cũng chia camera để ghi lại khoảnh khắc bên dưới có vẻ là sôi động hơn đấy ạ. MC còn thấy ở dãy này chưa đứng hết rồi quý vị ơi, đứng lên hết nào. Vâng. Hai ba rô, hai ba uống, hai ba cạn, hai ba chúc mừng ngày cuối mắt bình nào ơi. Quý vị ơi. Hai ba. Hai ba. Hai ba. Hai ba chúc mừng hạnh phúc. Quý vị cùng nhau uống chén rượu hạnh phúc là quý vị. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Ngồi xuống và thưởng thức những món ăn đặc sản của hai bên gia đình đã được trình bày sẵn trên mâm của mình. Xin được mời toàn thể quý vị ạ. Vâng, và ngay giờ đây thì xin được mời đại diện hai bên gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại bàn tiệc của mình, hàng bàn phía dưới, để tiếp nhận thêm những lời chúc vui, chúc phúc từ toàn thể quý vị. Vâng, xin được mời bốn bác xuống trước ạ.